Xin chào các bạn, tôi là Bùi Ngọc Hân, quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến koreashop24h.com. Thưa các bạn, ở những video trước chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về nấm linh chi cũng như là thành phần của nấm linh chi. Video này chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về công dụng của nấm linh chi. Vâng, thưa các bạn, nấm linh chi đã được các nhà khoa học cũng như là các bác sĩ đông y chứng minh rằng nó có tác dụng rất tuyệt vời đối với cơ thể của con người. Nó giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, chống lão hóa, chống suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. Nó giúp cho máu được lưu thông tốt hơn, chống lại xơ vỡ động mạch. Thưa các bạn, đối với những bệnh nhân bị hen suyễn thì nấm linh chi được dùng hàng ngày sẽ giúp cho các bạn giảm ho, tiêu đờm và bình suyễn. Nó làm giảm lượng cholesterol trong máu, giúp điều hòa huyết áp. Thưa các bạn, nấm linh chi còn giúp thải độc gan, bảo vệ và tăng cường chức năng gan. Cũng như là đối với những bệnh nhân bị đái tháo đường thì nấm linh chi giúp làm giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường. Vâng, thưa các bạn, nấm linh chi còn được biết tới với công dụng làm đẹp, thải độc, chống dị ứng, chống viêm da. Vì vậy mà phụ nữ chúng ta hiện nay thì đã sử dụng những sản phẩm làm đẹp từ nấm linh chi rất là nhiều và đã có được cái làn da khỏe mạnh và săn chắc. Và nấm linh chi còn giúp chúng ta làm trẻ hóa cơ thể. Đối với những người già sẽ có cái thể trạng rất là tốt khi mà sử dụng nấm linh chi hàng ngày. Và đặc biệt là các nhà khoa học cũng đã chứng minh là nấm linh chi có tác dụng ức chế và đẩy lùi những cái tế bào lạ trong cơ thể và hỗ trợ đặc biệt hiệu quả đối với những bệnh nhân bị ung thư. Vâng, thưa các bạn, trên đây tôi vừa mới chia sẻ với các bạn về công dụng của nấm linh chi đối với con người. Các bạn đã thấy rằng là cái công dụng rất tuyệt vời của nấm linh chi đối với mỗi bản thân chúng ta và người thân. Các bạn có thể thấy rằng uống nấm linh chi hàng ngày để chúng ta có được một cơ thể khỏe mạnh và người thân của chúng ta cũng có một cơ thể khỏe mạnh, gia đình được bảo vệ một cách tốt nhất. Mọi thông tin chi tiết xin mời các bạn truy cập trang web koreashop24h.com hoặc gọi điện đến số điện thoại 0979149256 để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.